Hello, chào mừng Lâm Can chị em với bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Chí Xì Tin Dừa và Xì Tin Đen. Ok, bây giờ đã điểm 12 giờ hôm nay là ngày 19 tháng 8 2022. Ok, Xì Tin Đen đã phê ngủ rồi, đang test mọi người biết đang test gì không? Đang test coi cái đài. Chúng ta ở lầu 18 lớp U thì mình đang test cây nắng trưa như thế này thì chúng ta ngủ có mát hay không. Khi mà mình ra đứng ban công thì đương nhiên là mình khỏi xài quạt luôn đó, mình có thể ngủ ở đây, nhưng ngủ ở đây cũng khá là hơi nguy hiểm nên chúng ta không có ngủ ở đây, mặc dù là có bảo vệ an toàn rồi đó. Thì chúng ta vô đây thì chúng ta sẽ test cái độ nắng như thế nào. Và 12 giờ trưa nắng gắt thì hôm nay thì nắng cũng khá là gắt chứ không có nắng nhẹ đâu nha mọi người. Hôm trước là nắng nhẹ thì mình chưa test được, thì hôm nay nắng gắt thì mình mới test. Thì hôm qua với hôm nay cũng cũng vậy, hôm qua thì mình test máy lạnh thì ok rồi, hôm nay thì mình test luôn cái vấn đề mà khi mà ở nhà như thế này mà hướng view về Nhà Bè nè, view Nhà Bè sông Sài Gòn, một phần sông Sài Gòn nè, thì nó sẽ như thế nào. Thì cảm giác của mình là cũng khá là mát nha, mà mình không biết mấy tầng dưới thì sao nha, nhưng mà hiện tại mình đang đứng tầng 18 thì mình ngồi ở đây chỉ một cái quạt xài chung ha. Xài chung thì đang ngủ đó thì khá là ok, khá là thoải mái mát mẻ. Ok, và ở đây view cái đó thì sẵn nói luôn về cái vấn đề mà cái rèm ha, đây là cái rèm cửa nè. Thì mình lắp, cố tình lắp cái màu nó trùng với cái màu tường luôn để chúng ta có cảm giác nhà nó được rộng rãi đó. Rồi phía sau là có cái lưới an toàn này ha, còn rèm thì khi mình kéo lại thì thông thường là nếu mình ở nhà thì mình không có kéo, ít khi nào mình kéo rèm lắm đó. Đó, tại vì hướng này của mình là không có nắng trực diện đó, nên cũng không có cần thiết kéo rèm nhiều. Đây là cái rèm phòng ngủ lớn đó ha, thấy chưa. Nó nắng thì nó chiếu vô thôi. 12 giờ, đây giờ là 12 giờ nha, đứng nắng. Ok, thì đứng gần đây thì nó cũng có hát nắng vô, có hát nắng nha, nhưng mà cũng thoải mái. Nếu mà mình ngồi gần cửa sổ hoặc mình ngồi gần ban công thì mình có thể kéo cái màn lại. Kéo màn lại đó, kéo màn lại xài sợ nó nắc ha. Hắn hắt hắt trực tiếp đó, thấy chưa. Ok luôn đó. Nhà mình thì hiện tại cũng chưa có dọn đồ gì vô nên mình đang hoàn thiện từ từ. Đó, còn bên đây thì cũng vậy thôi, bên đây thì mình thấy ngủ cũng ok, đi ngủ cũng ok, chị nghe cũng ok nè, không thể gì đó. Thấy chưa. Rồi RAM của chúng ta là RAM hai lớp nha mọi người, này phớt phớt tung bay thấy chưa, thì nếu mà mình không có nắng nhiều quá thì mình kéo một lớp này là được rồi, nên cho nó sáng nhà cửa. Mình đừng kéo hai lớp, kéo hai lớp thì nó sẽ rất là tối nè. Khi mà đây mình kéo thử nè, nó khác biệt liền đó. Tung bay thấy chưa. Vậy thôi, còn ai mà muốn vừa vừa thì mình cứ để như vậy, nó vừa vừa nó phủ phủ vậy thôi, tại vì hướng nắng nó là mé bên này, chứ còn bên đây mình khỏi, bên đây mình cứ để thả vậy thôi. Là câu trả lời cho rất là nhiều bạn là buổi trưa ở đây thì có nắng không. Thật ra nếu mà ai mà gọi là sống gọi là thích về thoáng mát gió tự nhiên
thì chúng ta cũng không cần lắp máy lạnh. Buổi sáng hay buổi tối gì tầng là đều ok, không cần lắp máy lạnh nữa ha. Có cái phòng ngủ thì buổi tối mình ngủ hơi nóng, còn phòng đây thì nếu mình mở cửa sổ mở ra thì nó không gió, nó mát lắm, tối mình còn làm việc đâu cần xài quạt đâu. Chưa. Rồi ok, tiếp theo là mình đứng ở vị trí mà cái lô da của cái phòng của mình thì cũng khá là mát nha mọi người, khá là mát mẻ và chưa nắng nha, cũng mát mẻ đó. Thì nói chung là mình làm là trọn gói luôn, là cả về lưới an toàn ở lô da nè, ở hồi nãy mà mình có quy cho mọi người coi phòng phòng ngủ lớn nè, hai cửa sổ phòng ngủ lớn và một cái ban công, mình làm hết luôn đó, cho nó an toàn, tại nhà có chị em mà, làm cho nó an toàn đó. Rồi lắp rèm thì để bảo vệ cho đồ đạc trong nhà, nắng nhiều quá lâu quá thì nó cũng ảnh hưởng đó. Rồi ở ban công này thì căn của mình là hai phòng ngủ thì mình lắp cái dàn phơi đồ luôn nè, đã phơi đồ thử nghiệm luôn, nói chung là mình đã thử nghiệm qua hết rồi, thấy ok thì mình quay clip để mình review lại cho mọi người cùng xem, ai thích thì có thể inbox cho mình sẽ gửi cái thông tin để mà mọi người làm những cái này, mình thấy là làm rẻ ok đẹp đó, chất lượng thì mình mới giới thiệu cho mọi người. Ok, đây đây là cái loại tốt ha, nhà phải đồ loại tốt thì anh chị chủ anh có tư vấn cho mình cái này đó, có loại tốt loại thường. Nói chung là có nhiều loại, rèm cũng vậy, hoặc là cái lưới an toàn, thì cũng là loại tốt luôn, nói chung là loại tốt. Rồi thì mình xây cái đây thì nó xuống nè đó, ha, ha. Ở đây thì có hai cái trục lận, hai phơi đồ hai bên đó, thấy chưa, còn là hai trục á. À bây giờ mình kéo cái này lên nè đó, ok được rồi, ok ở đây nè, giật căng cái nè, giật căng cái xong rồi chuyển qua bên kia. Ở mình đang cầm một tay nè, khó ha. Đó, ok gọn rồi ha. Rồi đây nè, hạ xuống nha, hạ xuống chục hai nè, vượt mà ok hết luôn. Ok vậy thôi, hai chục vô tư thoải mái, phải đồ phà phà. Ok thì mình vừa mới phủ cái màn lại và đóng cái cửa lại nè ha, cho nó đó, cho mọi người thấy cái demo nè ha, có người hay ngủ một góc và góc này vẫn sáng đó, vẫn ok. Còn trong phòng thì có đồ thì mình nên kéo màn lại để bảo vệ đồ và mình bảo vệ tài sản cho mình ha. Rồi rồi an toàn cho bé thì mình cũng có lắp cái đây, lắp cái lưới an toàn đây, hai cửa sổ một cửa nè, hai cửa. Còn mọi người muốn mà nhẹ nhẹ để mát mát thì gì cũng giống như ngoài kia thôi đó, rèm hai lớp phủ qua đó, bên đây phủ lại được chưa, ngon lành vậy thôi, nhẹ nhẹ mát mát. Màu thì có nhiều mẫu, nhiều loại, nhiều màu lắm, mọi người liên hệ với anh chị chủ á thì mình sẽ gửi cái thông tin cho mọi người, inbox cho mình gửi cái thông tin cho, là có nhiều cuốn catalog cho chọn. Bữa mình hai vợ chồng mình chọn phải mất hết ba bốn ngày để chọn được cái màu ưng ý, nói chung là tùy mình thôi ha, tùy mình thấy cái màu nào thích hợp ok chọn thôi. Rồi đó vậy thôi, chỉ cái vậy thôi, chỉ là view cho mọi người coi để bữa trưa cái nắng nắng như thế nào. Hiện tại thì bây giờ mình cảm thấy nó có hắt nóng so với hơn hồi nãy ha, 12 giờ mấy rồi đó, 12 giờ 11, 12 gì đó, nãy giờ quay clip cũng là 10 phút rồi, gần 10 phút rồi. Nhưng mà mát ok.
mát mẻ, gió phà phào mà ở tầng dưới thì không biết sao nha, có thể là tầng dưới là chắc có thể là mát không bằng đâu, càng cao thì gió nó càng mạnh. Ừ, thể ok, cũng không có cần thiết lắp máy lạnh ở phòng khách. À, về cái máy lạnh thì hôm qua mình có clip review cho cái máy lạnh rồi đó, máy lạnh xài ok thì mình cũng có review. Hôm qua thì tên đen thì hôm qua ngủ ở trong phòng để test máy lạnh, à, kêu là ngủ dậy xong kêu lạnh quá lạnh quá lạnh quá. Cục nóng đây là cục nóng ha, mình xài của hãng LG. Cục nóng khá là nhỏ, ok, gọn để ở bên cái lô già nè ha. Nếu mà lắp thêm cái này thì nằm dưới đây. Ok thôi nè, còn đường ống sẵn nè. Còn ở đây là cái máy lạnh phòng khách nè. Mình thấy cũng không cần khí đâu, thật ra mình ở lầu cao thì mát lắm. Phòng khách cũng không cần, để cho có không khí trong lành rồi. Đó, ngắm không khí trong lành rồi. Còn phòng ngủ thì nhỏ thì mình nên cần, còn phòng ngủ lớn thì nếu mà ai hít máy lạnh thì cũng có thể gắn bình thường, không vấn đề gì. Ok, nó nắng gắt cả mọi người ha. Ở ngoài gắt nhưng mà ở đây vẫn mát. Mát vậy ok. View cho mọi người coi. Ok, vừa rồi mình chia sẻ ngắn cho mọi người một số cái cảm nhận của mình khi mà trải nghiệm mặt căn hộ. Hy vọng là có thể giúp ích được cho mọi người, để mà những bà con nào mà chưa nhận nhà nôn nao, còn đang phân vân còn thắc mắc nhiều thứ thì có gì cứ comment ở dưới để chúng ta cùng trao đổi ha. Rồi, ok, xin chào và hẹn lại mọi người video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tim ủng hộ Trí Xì Tiên Dừa và Xì Tiên Đen. Bye bye. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tim ủng hộ Trí Xì Tiên Dừa và Xì Tiên Đen. Bye bye.